Vâng, mình chào anh em nhé. Trên tay mình đây đang là chiếc Zippo Replica 1941, chủ đề về chim đại bàng anh em nhé. Một cái sản phẩm thì shop mình cũng về cách đây cũng khoảng vài tháng anh em nhé. Mình quay là khoảng tháng mấy nhỉ, tháng 7 gì đấy, thì là mình đã quay cái này rồi. Và bây giờ mình quay lại cho anh em xem nhé. Và chất liệu sản phẩm này là bằng đồng, đồng thau. Đấy nên là nó rất là bền anh em nhé. Trong quá trình sử dụng nếu mà cái cây này nó mà bị gãy bán lề này, hoặc là bong bán lề, hoặc là gãy lưỡi gà, thì anh em cứ alo cho shop thì shop mình sẽ sửa chữa bảo hành cho anh em. Với những cái lỗi như gãy lưỡi gà này và bong bán lề thì shop mình bảo hành miễn phí, không mất tiền và không giới hạn số lần bảo hành anh em nhé. Còn riêng với cái trường hợp mà gãy bán lề thì anh em phải mua cái bán lề mới. Bán lề là cái này này, anh em mua bán lề mới thì shop mình sẽ bảo hành miễn phí công cho anh em. Ok, thì bây giờ mình sẽ cân cho anh em xem cái khối lượng của nó anh em nhé. Trước tiên là mình sẽ mở cái cân này, mình đang để đơn vị gram thì nó là 56 gram anh em nhé, 56 gram. Cái loại này là vỏ tiêu chuẩn dòng Replica 1941, vỏ tiêu chuẩn anh em nhé. Nó sẽ dày như cái độ dày của những cái cây tiêu chuẩn ấy, còn nó không dày bằng cái Amor. Amor cái này 63 gram, cái này là 56 gram. Đấy, về cái cân nặng nó là như thế anh em nhé. Còn về kích thước thì nó cũng xem như những cây Zippo khác. Trước tiên mình sẽ quay sơ lược cho anh em xem. Đấy, mặt trước của nó anh em nhé, một con đại bàng đang tung đôi cánh lên. Mặt sau, cạnh bên. Đấy, đây là một cái phiên bản limit anh em nhé, có số là 0223. Cái số này là ngẫu nhiên anh em nhé, hàng về có số nào thì mình sẽ ship cho anh em số đấy thôi. Về mặt sau của nó cũng có chủ đề, thì chút nữa mình sẽ bóc ra. Về cái cạnh bản lề của nó thì bằng niken, có màu trắng. Màu trắng anh em nhé, chất liệu bằng bằng niken này là rất là cứng. Tuy nhiên anh em dùng đừng có lấy kìm lấy búa anh em đập vào, đấy, gãy đấy. Mối hàn thì tròn và ít bị lộ anh em nhé. Cạnh bên trên thì trơn. Đấy. Mộc đáy của nó là mộc đáy lồi, sản xuất năm 23 anh em nhé. Đợt trước thì mình về năm 2, 2 à hay cái này là năm 24, đợt trước mình về hình như là năm 23 thì phải. Đây. Nét chữ rõ ràng, chi tiết và sắc nét anh em nhé. Mộc đáy này là mộc đáy 3 hàng chữ, tại vì nó là làm cái dòng tái bản của năm 1941, mà cái năm 41 là nó thiết kế tương tự như thế này, có 3 hàng chữ này, thì nó bây giờ nó làm giống như thế anh em nhé. Anh em muốn lấy cây này thì cứ alo cho shop theo cái số điện thoại đang chạy bên dưới màn hình anh em nhé. Xong rồi shop mình sẽ ship cho anh em. Hàng đến nơi thì anh em kiểm tra đúng hàng như trong clip rồi anh em nhận và thanh toán tiền sau thôi. Về mặt sau của nó đây anh em nhé, mặt sau thì cũng có chủ đề con đại bàng này, trên đây có cái đầu con đại bàng anh em nhé. Thì anh em nhìn vào cái con đại bàng này đấy, anh em nhìn vào cặp mắt của nó anh em nhé, rất là dữ dạn luôn đấy. American Zippo đấy. Về mặt sau của nó là như thế này, nó cũng được khắc chìm anh em nhé, cạnh bản lề đây. Đấy, về mình quay lại một chút cho anh em xem một chút nữa, thì mặt trước đây thì nó được khắc chìm rất là sâu anh em nha, làm cho cái chủ đề nó nổi lên. Đấy, dưới đây thì có ngọn lửa, còn đại bàng. Sản phẩm này thì nó kín khít anh em nha, chính vì vậy nó là cầm xăng tốt. Cây Zippo Replica 1941 là một trong những cái dòng Zippo cầm xăng lâu nhất anh em nha, nó có thể cầm xăng lên đến tận 14 ngày. Đấy, nếu như anh em bọc ruột lại và anh em xếp tim. Còn khách của mình này đã mua cái này vào mồi thuốc rồi, tận 50 điếu một ngày anh em nhé, và một tuần mà vẫn chưa hết. Đây mình quay sơ lược cho anh em và bây giờ mình test âm cho anh em nghe nhé. Cái âm thanh sản phẩm đấy anh em nhé. Bánh xe bén. Bên trong thì nó có màu vàng của đồng đây. Đấy. Bên trong nó như thế anh em nhé. Một cái lưu ý là bên trong thì đôi khi nó đen, nó lem bên trong là bình thường anh em nhé. Ví dụ như thế này là rất là bình thường. Bởi vì lý do là chất liệu bằng đồng. Bằng đồng thì bên trong nó có thể lem. Đấy. Mà công ty Zippo thì nó sản xuất nó không chú trọng bên trong anh em nhé. Nó chỉ bên ngoài thôi. Bên ngoài luôn luôn sáng bóng đẹp. Còn bên trong thì không thể biết được. Cây này thì được sản xuất cùng năm 24 anh em nhé. Chữ cái ABC thì thường lệch nhau mấy tháng.
không quan trọng. Cái ruột của cái cây Zippo bản lề ngoài, à bản lề 4 chỗ này thì nó sạc không lắp vừa cho cái ruột những cái cây 5 chỗ anh em nhé, không lắp vừa. Đây anh em cố tình đút vào thì nó rất là chật anh em nhé, rút ra cũng rất là khó. Cái dòng bản lề 4 chỗ này nó chỉ lắp vừa cho dòng bản lề 3 chỗ thôi. Ok, thì cổ đá nó cao này, chốt là chốt rỗng này. Bánh xe thì về kích thước của bánh xe này nó cũng tương tự như bánh xe của những cái dòng 5 chỗ khác anh em nhé, không có gì khác biệt. Về cái búa này thì mịn màng này. Bên trong thì lưới gà đây anh em nhé. Lưới gà này thì shop mình sẽ bảo hành miễn phí trọn đời. Sợi tim thì thanh mảnh, có sợi chỉ màu vàng quấn quanh. Cái này anh em dùng có vấn đề gì thì cứ alo cho shop nhé. Và cái sản phẩm này thì anh em muốn lấy thì cứ đọc đúng cái mã số cho mình. Ví dụ cái này có mã số là ZR18 anh em nhé, ZR18. Hiện tại cái này shop đang phân phối giá là 1 triệu 300 nghìn đồng, 1 triệu 300 nghìn đồng anh em nhé. Anh em muốn lấy thì alo cho shop. Và anh em xem video cho shop xin một đăng ký kênh và một like nhé. Xin chào tạm biệt.